Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Lời đầu video cho Hoa Thời Trang gửi tới tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn mẫu đồ bộ mùa hè cực kỳ mát mẻ, sang trọng. Và đây là tông với họa tiết hình ô vuông ạ à. ô vuông đen vàng của chúng ta rất đẹp ạ à. mẫu này của chúng ta được thiết kế là cổ tròn cổ tròn có lá bầu tròn rất đẹp và phía trước cổ của chúng ta có một cái nơ làm điểm nhấn ạ à. áo của chúng ta là dạng eo có hai ly đằng trước và hai ly ben đằng sau eo bằng ạ à. vạt bằng và tay của chúng ta được thiết kế là tay bồng trên bo dưới rất đẹp Tôn được bắp tay của người phụ nữ ạ Bắp tay to, bắp tay nhỏ chúng ta che được khuyết điểm hết ạ Cực kỳ đẹp luôn ạ Và đây là phần quần của chúng ta nhé Phần quần của chúng ta là quần ống rộng Quần dài à, ngang bắp chân ạ Ống rộng mặc nhớ giống như là quần váy luôn ấy nhưng mà cũng vừa phải thôi ạ, không rộng quá đâu ạ và chúng ta được thiết kế hai túi uh, sườn nhé, rất thuận tiện cho chúng ta có thể đút uh, tiền, đút ví, hay điện thoại, tất cả chìa khóa hay uh, tất cả những thứ vặt vãnh mà chúng ta cần đút, nó rất thuận tiện luôn ạ. Chất vải của chúng ta là đũi lụa hàn châu nhé, có độ co giãn uh, nhẹ, rất nhẹ và thoáng mát luôn ạ thấm hút mồ hôi và không bay nhão không chảy xệ, không xù lông ạ. Chất vải này của chúng ta may kiểu ống rộng này cực kỳ đẹp và thoáng mát, nhẹ nhàng bay bổng ạ. Các chị em mặc ở nhà nội trợ này hay các chị em chúng ta có thể mặc những bộ này đi dạo phố này, du lịch này. Nói chung là chúng ta mặc đi tất cả các sự kiện đều rất là đẹp luôn ạ. À nền nã, lịch sự, trang nhã. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Các bạn xem video mà thấy mẫu này đẹp thì các bạn hãy nhanh tay ấn vào đường link phía dưới để có bộ đồ vừa vặn ưng ý ạ. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để được xem những video mẫu mốt mới nhất nhà mình nhà mình may đường kim mũi chỉ cực kỳ sắc nét luôn ạ à. Form dáng thì chuẩn chỉ đường may sắc nét nào còn chân chưa gì nữa ạ à. tất cả các bạn hãy nhanh tay ấn vào đường link phía dưới ạ à, để có bộ đồ ưng ý ạ à. video của mình đến đây là kết thúc xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video sau